Rồi, ví dụ đây là ChatGPT, còn đây là Cáp Kết. Đó, thì ví dụ như là bạn đưa một cái yêu cầu nhờ ChatGPT lên kịch bản làm video ha, thì ChatGPT nó sẽ dựa vào cái yêu cầu của bạn lên ý tưởng, lên kịch bản, viết nội dung. Sau đó nó sẽ chuyển qua cho Cáp Kết. Cáp Kết tìm hình minh họa rồi chuyển cái nội dung đó thành lời thoại, rồi chèn nhạc nền ha, ghép hình các kiểu vô tạo thành một cái video hoàn chỉnh cho bạn. Bạn chỉ cần ra lệnh cho ChatGPT và bạn có được một cái video ngon lành. Rồi, nghe nó hơi khoa học viễn tưởng ha, nhưng mà thời điểm hiện tại nó đã làm được. Cụ thể như thế nào thì intro cái đã. Rồi, để mà thực hiện được cái việc mà tự động tạo video dựa vào cái yêu cầu của bạn thì bạn cần phải có hai cái. Thứ nhất là một cái tài khoản Cáp Kết. Cái này thì miễn phí, bạn dễ dàng đăng ký ha. Cái thứ hai là tài khoản ChatGPT Plus ha. ChatGPT Plus là cái tài khoản trả phí của ChatGPT á ha. Bạn nào mà khó đăng ký á thì có thể xem link dưới phần mô tả. Rồi, ok. Mình sẽ vào demo cho bạn coi trực tiếp luôn ha. Rồi, vô. Trước tiên là bạn login vô cái tài khoản ChatGPT Plus ha, và bạn kích hoạt cái plugin vô. Rồi, để mà kích hoạt được cái plugin của ChatGPT á thì bạn đưa con chuột xuống cái dấu ba chấm ở góc này, thấy không? Bấm vô, rồi vô setting and beta. Rồi cái chỗ mà beta feature đây. Bấm vô ha. Bạn kích hoạt cái này lên. Plugin nè, ha, mặc định là hai cái này nó sẽ tắt ha. Thì bạn bật nó lên các bạn. Đó, nhè là bật lên rồi nè. Ok, rồi. Chỗ mà GPT-4 nè ha. Bạn bấm vô plugin. Đây. Nó sẽ chỗ này no plugin enable ha. Thì chưa có cái plugin nào được cài vô hết, bạn bấm vô. Rồi. Nó nói về mấy chuyện mà plugin này nọ ha. Ok. Rồi. Ở đây store nè, bạn search Cáp Kết. Nó sẽ có cái plugin Cáp Kết cho bạn. Install nó vô. Đó, install vô rồi ha. Rồi, ở chỗ này bạn chọn cái plugin là Cáp Kết này ha. Nhớ chọn nè, thấy không? Cái này là bỏ chọn nè. Cái này là chọn nè. Rồi, ok bạn đang dùng Cáp Kết. Bây giờ mình sẽ minh họa. Phải cái này hiện tại là nó chỉ hỗ trợ là video tiếng Anh nha các bạn. Thời điểm hiện tại là tiếng Anh thôi, chưa có tiếng Việt. Sau này có thể nó sẽ có tiếng Việt ha. Thì mình demo cho bạn ví dụ như là create a video introduce about Vietnamese traditional Tết holiday, tức là làm một cái video giới thiệu về ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Đó, mình chỉ việc gõ cái này thôi ha, nó sẽ tạo cái video cho bạn luôn. Đó, đây là nội dung này ha, nó sẽ ghi ra cái nội dung giới thiệu về ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Đó, rồi nó hỏi là nó sẽ tạo, đây là cái nội dung ha. Nó sẽ làm video, nó hỏi là mày có thấy cái nội dung này ok chưa ha. Và cái con ChatGPT nó sẽ làm một cái video với cái tỷ lệ khung hình là 16 9, tức là khung hình ngang ha. Ok, rồi mình ok đi. Đó, đó. Bây giờ nó sẽ đưa qua cho bên bên kia. Cái này là chọn chọn cái tỷ lệ khung hình nè. Chọn tỷ lệ khung hình mặc định là 16 9 nè. Đó, ví dụ bạn tạo cái khung hình cho làm TikTok hay gì đó thì bạn tạo khung hình dọc là 9 16 ha. Đó thì mình cứ để mặc định là 16 9 đi. Ok. Rồi, đó. Bây giờ nó sẽ dùng cái plugin Cáp Kết. Nó sẽ tìm những cái hình mô tả phù hợp với lại cái nội dung mà nó đã viết này ha, nó phải đưa qua Cáp Kết. Rồi nó sẽ Cáp Kết sẽ dựa vào cái nội dung đó, nó sẽ chuyển từ cái text chuyển thành âm thanh luôn ha. Nó sẽ lồng tiếng vô, nó sẽ lồng tiếng Anh vô và nó sẽ ghép dựa vào những cái hình, tìm hình minh họa cụ thể đó ha. Rồi xong rồi đó các bạn, bạn bấm vô đây watch the video này, ha, cái link này nè, nó sẽ dẫn tới
cái web của cấp kết ở đây rồi, tới cái web cấp kết này nè, nó đang xử lý cái video được mười mấy phần trăm nè, đợi nha. Rồi khúc này thì nó yêu cầu bạn phải có một cái tài khoản cấp kết ha. Bạn có thể tạo tài khoản cấp kết bằng email, Facebook nè, Google nè. Thì ở đây mình sẽ dùng cái Google ha. Rồi mình login xong rồi ha. Ok, xác nhận. Cái này nó hướng dẫn giới thiệu này nọ ha. Ok, rồi nó ra cho các bạn một cái video giới thiệu về ngày Tết Việt Nam này nè. Nó tìm những cái hình ảnh minh họa nè. Đó, rồi nó chuyển từ cái văn bản trở thành cái giọng nói nè. Rồi nó chèn luôn nhạc nền luôn. Đó, rồi mình play thử cho bạn coi ha. Một cái video dài 1 phút 24 giây. Play nè. Welcome to the vibrant and colorful world of the Vietnamese traditional Tết holiday. Nó sẽ nói tiếng Anh nha. Thời điểm hiện tại thì nó chưa có tiếng Việt ha. Rồi. Đó. Rồi, ví dụ như là bạn muốn tải cái video này về thì bạn bấm xuất ha. Xuất nè. Rồi, cho phép. Đó, bạn muốn đặt tên cái video. Ví dụ như là ChatGPT cấp kết demo. Rồi, độ phân giải, ví dụ như là bạn chọn 1080. Rồi. Có cần nâng cao gì không? Tỷ lệ khung hình. Ủa, cái này là không phải tỷ lệ khung hình mà là cái độ bao nhiêu khung hình trên giây á. Ok, rồi để mặc định ha. Bạn bấm xuất, nó sẽ tạo ra cái, nó cho bạn tải cái file MP4 về. Đó, đợi. Rồi, thì nếu mà bạn nào thấy video này có ích á, nhớ cho mình một like ha và subscribe ủng hộ Chân Lết Channel để khi nào mà mình có video nào đó ra thì bạn sẽ nhận được thông báo và ủng hộ mình có thêm động lực để làm những video chia sẻ những cái này cho các bạn ha. Rồi, nó đã xử lý xong rồi. Bây giờ bấm nút tải xuống nè. Ha. Cái video này cỡ 40MB thôi. Rồi, nó đang tải xuống này các bạn. Đó, tải xuống như là xong. Bạn có được một cái video, nó tự làm cho bạn từ A tới Z. Bạn chỉ việc ra lệnh cho nó thôi ha. Đó, ngon lành không? Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói về những cái nhược điểm hiện tại của cái này. Nhược điểm thứ nhất á, là cái mà làm các bạn khó tiếp cận á, đó là bạn phải có một cái tài khoản ChatGPT Plus ha. Đó, thì cái này nếu mà bạn nào cần cái ChatGPT Plus á, bạn khó đăng ký á, thì bạn có thể liên hệ cái link dưới phần mô tả, mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn ha. Rồi, cái khuyết điểm thứ hai là hiện tại á, nó chưa hỗ trợ tiếng Việt ha. Nó sẽ những cái này nè, nó mới chỉ có tiếng Anh thôi các bạn ha. Có thể thời gian sau nó sẽ có tiếng Việt, nhưng mà thời điểm mình làm video này là chưa có. Ok chưa? Rồi cái thứ ba á, tức là chất lượng của những cái hình minh họa này nè, nói chung là nó chưa cao lắm ha. Đó, chất lượng những hình minh họa này nó chưa cao lắm các bạn. Đó, nó còn hơi mờ mờ ha. Bạn có thể thay đổi những cái hình minh họa khác theo ý bạn ha. Đó, hoặc là ví dụ như là nó nói tiếng Anh á, thì bạn có thể dịch ra tiếng Việt rồi bạn lồng cái tiếng Việt của bạn vô, hoặc là bạn dùng những phần mềm khác để mà lồng tiếng Việt vô. Đó ha. Rồi coi nó còn cái khuyết điểm gì nữa không. Thì hiện tại á, những cái video này nói chung là khá là đơn giản, kiểu giống như là nó tạo một cái slide á, chuyển từ cái này qua cái kia ha. Đó, thì thời điểm hiện tại nó đã như thế này là đã một cái bước tiến khá là lớn rồi các bạn. Bạn chỉ việc ra lệnh cho nó làm cho bạn một cái video. Đó, rất là đơn giản ha. Còn bạn muốn nó đẹp hơn nữa thì bạn chịu khó edit thêm ha. Đó, đó là những cái khuyết điểm của cái cách này ha. Rồi, thì cái phần tiếp theo mình sẽ nói bàn về cái việc mà bạn có thể ứng dụng cái việc mà ChatGPT Plus phối hợp với lại cấp kết để làm những cái video này trong việc gì. Thì ví dụ như là bạn làm video, bạn có thể kiếm tiền bằng cái này các bạn. Bạn có thể kiếm tiền đó. Ví dụ tạo những cái kênh mà về những cái việc, cái sự thật thú vị chứ ha. Ví dụ như là bạn giới thiệu về ngày Tết cổ truyền Việt Nam nè, cho khách quốc tế người ta coi. Rồi ví dụ như là giới thiệu về tỉnh này tỉnh kia. Rồi ví dụ giới thiệu 5 điều thú vị về đất nước Việt Nam. Đó, những cái nội dung như vậy ha. Bạn chỉ việc đưa ý tưởng cho ChatGPT và nó sẽ đẩy qua cấp kết, nó xử lý dùm cho bạn ra video. Một ngày bạn làm được cả chục video là điều bình thường ha. Rồi, đó là những cái chia sẻ của mình về cái
cái cách để mà dùng ChatGPT Plus và các cách để mà tạo video tự động ha. Nếu mà bạn thấy video này có ích á thì nhớ cho mình một like và subscribe ủng hộ Trang Đức Channel ha. Và bạn có thể comment, để lại comment bên dưới để mà chia sẻ ý kiến của bạn như thế nào. Rồi, ok. Bạn nào cần ChatGPT Plus á hoặc là cấp kích Pro này nọ có thể liên hệ link mô tả dưới phần bên dưới. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck. Woo. Lâu lắm rồi mới lên sóng lại à. Ok. Hey, girl.